Bây giờ là gần 3 giờ sáng, 2 giờ mấy, mình đang có mặt ở Dinh Thầy Thiếm. Ở đây là đang ở Bình Thuận nha mọi người. Ở đây là rất là linh thiêng nha. Nếu mà mọi người nào chưa đến đây thì cũng nên một lần thử đến đây nha. Ở đây không phải là chùa, cũng phải nhà thờ, mà là dinh của thầy và thiếm ở La Ghi. Mình sẽ cho mọi người tham quan Dinh Thầy Thiếm nha. Dinh Thầy Thiếm có dạng kiến trúc như một ngôi đình làng, bao gồm nhiều công trình như tam quan, võ ca, chính điện, nhà thờ Tiền Hiền, nhà thờ Hậu Hiền, miếu Ông Hổ và miếu Thành Hoàng. Trên thanh xà cò của dinh còn có dòng chữ Hán khắc chìm: kỷ mão niên, thập nhị hoạt, nhị thập, ngũ nhật, kiến tạo. Có nghĩa là kiến tạo ngày 25 tháng 12 năm kỷ mão, tức là năm 1879. Các công trình kiến trúc với nghệ thuật điêu khắc chạm trổ và các trang trí nội thất của Dinh Thầy Thiếm thể hiện rõ nét về kiến trúc cung đình. Theo truyền thuyết, ngày xưa ở Quảng Nam có một đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thuật hơn người, thường có những nghĩa cử cao đẹp được dân làng mến mộ. Vì bị nhà vua xét xử oan, nên đạo sĩ cùng vợ phiêu bạt vào phương Nam lánh nạn. Tam Tân, một vùng quê xa xôi trù phú, trở thành nơi dừng chân cuối cùng của vợ chồng đạo sĩ. Và cũng từ đây, những truyền thuyết, đức độ của vợ chồng đạo sĩ được lòng dân hết mực ca ngợi. Họ gọi vợ chồng đạo sĩ là Thầy Thiếm. Ít khi nhắc về thân thế của mình, nhưng người trong làng cũng đều hiểu đôi chút về quá khứ của Thầy Thiếm. Thầy sinh vào những năm đầu của triều Gia Long. Thuở thiếu thời, thầy vừa cần mẫn, vui mài kinh sử, vừa tầm sư học đạo, nuôi chí giúp đời, ước muốn thỏa chí tung hoành ngang dọc. Việc lớn chưa thành, danh chưa toại thì thầy gặp đại tang. Cha mẹ thầy đột ngột qua đời cùng lúc. Là người con hiếu thảo, thầy ở lại quê nhà cùng vợ, là người cùng phủ chịu tang cha mẹ sống những ngày tháng kham khổ. Làng quê Thầy Thiếm nhiều năm liền bị hạn, mất mùa, đời sống của người dân cơ cực, cơm không đủ no, nước không đủ uống. Động lòng trước nỗi khốn khổ của dân, thầy lập đàn khấn nguyện, trời đang trong xanh bỗng sầm chuyển âm ầm, mưa như trút nước, cây cỏ hồi sinh. Từ đó thầy nổi danh là một đạo sĩ có tài, dùng phép thuật của mình để giúp đỡ dân lành. Một lần trong ngày hội đầu năm, dân làng mơ có một mái đình khang trang để thờ phụng Thành Hoàng. Như ngôi đình to lớn nhưng thiếu người hương khói ở làng bên. Như cảm thông với nỗi khát khao của những tấm lòng thành kính với thần linh, đêm hôm ấy mưa gió dữ dội, chớp giật rung chuyển cả đất trời báo trước một điềm lạ. Quả nhiên khi trời yên đất lặng, mọi người thấy ngôi đình mới tọa lạc ngay giữa làng thay thế ngôi đình cũ rách. Dân làng kinh ngạc rồi reo hò vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì làng bên trống dục liên hồi cấp báo về triều, tố thầy dùng phép ăn cắp đình, âm mưu gây bạo loạn. Thế là vua nghiêm trị thầy ở mức án cao nhất, song cảm thông trước khí khái quân tử. Nhà vua ra ơn cho thầy được lựa chọn ba trọng tội hình là xử trảm, uống thuốc độc hoặc tự thắt cổ. Thầy xin một tấm lụa đào và chọn hình thức sau cùng. Kỳ lạ thay, khi tấm lụa đào đến tay thầy bỗng trở nên có sức sống kỳ lạ. Thầy múa xong một bài cũng là lúc tấm lụa biến thành rồng nâng thầy và thím bay bổng lên không trung. Trước nỗi kinh hoàng của quan lại và dân làng, khi bay qua quê mình, thím còn làm rơi chiếc hài như một lời nhắn từ biệt. Rồng lụa bay về phương Nam, từ đó thầy Thiếm đến cư ngụ tại làng Tam Tân, nay là xã Tân Thiền, La Ghi, tỉnh Bình Thuận, dưới lớp áo của người xa quê đến lập nghiệp. Lúc đầu thầy Thiếm ở trọ nhà ông Hộ Hai. Ngày ngày vợ chồng thầy làm các nghề đốn củi, đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh của người. Có điều lạ là lúc nào thầy cũng có một quả bầu khô. Người ta nói thầy có phép sái đậu thành binh, tức là gieo đậu thành binh lính. Một hôm, nhân lúc thầy vào rừng đốn củi mà quên đem theo quả bầu, chủ nhà tò mò lấy ra xem, bỗng lửa phục ra thiêu rụi cả căn nhà. Sau khi làm lại căn nhà mới trong hộ hai, và để tránh sự chú ý của nhiều người, vợ chồng thầy chuyển hẳn vào ở trong rừng sâu gần bào cái. Thế nhưng càng ở xa dân cư, danh tiếng của thầy càng lan rộng. Thầy nhận đóng ghe cho ngư dân và giao rất đúng hẹn. Quanh khu rừng vang lên tiếng đảng gỗ đục đẽo cả ngày, nhưng chưa bao giờ người ta thấy một người giúp việc nào của thầy. Từ cánh rừng nơi thầy đóng ghe ra đến biển dài hơn 3 km, có mạch nước nhỏ đổ ra biển. Người dân tương truyền đó là dòng nước thầy dùng gậy tạo ra để đưa ghe ra biển. Lạch nước ấy ngày nay vẫn còn, dân thường gọi là đường nước ván.
Còn nhiều câu chuyện về lòng nhân ái của thầy như trừng phạt bọn buôn gạo, lợi dụng năm mất mùa, bóp chẹt dân nghèo, cứu giúp dân chài trong cơn sóng to, gió dữ. Không dừng lại ở đó, thầy còn cảm hóa cả thú rừng, vốn là nỗi nơm nớp lo sợ của nhiều người khi buổi đầu khai phá thiên nhiên hoang dã. Một ngày mùa thu, được tin thầy thím qua đời, dân làng loan báo tin buồn, vội vã vào đến nơi. Thì thấy hai ngôi mộ bằng cát trắng phao được thú rừng vun đắp thành mộ ở gần nơi thầy thím tạ thế. Hàng năm cứ đến mùng 5 tháng giêng âm lịch, người ta thấy có đôi bạch hắc hổ thường xuyên về tảo mộ phủ phục gần đó canh gác cho ngôi mộ. Về sau đôi bạch hắc hổ qua đời, dân làng an táng ngay sau ngôi mộ thầy thím để tưởng nhớ hai con vật có nghĩa tận trung với người. Ngày 15 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày lễ tế thu thầy thím. Qua khói hương trong tiếng chuông trầm mạc, nghĩa cử thầy thím vẫn còn được dân gian lưu truyền. Thế nên đến đời vua Thành Thái năm thứ 18, nhà vua đã xem xét lại án xử trước đây và ban sắc phong cho thầy thím là Chí Đức Tiên Sinh, Chí Đức Nương Nương Tôn Thần.